Cập nhật tình hình Covid-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin tối ngày 18 tháng 12. Tính đến 18 giờ hôm nay, Cần Thơ ghi nhận 749 ca nhiễm mới, trong đó 16 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng, 201 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, 50 trường hợp trong khu vực cách ly, 482 trường hợp cách ly tại nhà và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 180 ca nhiễm mới, trong đó Phường Cát Khế ghi nhận 8 trường hợp, gồm 7 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly. Phường Tân An ghi nhận 25 trường hợp, gồm 18 tầm soát tại cơ sở y tế và 7 cách ly tại nhà. Phường An Bình ghi nhận 2 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly. Phường An Nghiệp ghi nhận 2 trường hợp và phường Thế Bình 5, tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Hưng Lợi ghi nhận 14 trường hợp, gồm 13 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 trong khu cách ly. Phường Xuân Khánh ghi nhận 42 trường hợp, gồm 8 tầm soát tại cơ sở y tế và 34 cách ly tại nhà. Phương án qua ghi nhận 20 trường hợp, gồm 19 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 cách ly tại nhà. Phương án cứ ghi nhận 8 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế và 3 cách ly tại nhà. Phương án khánh ghi nhận 11 trường hợp, gồm 8 tầm soát tại cơ sở y tế và 3 cách ly tại nhà. Phương án phú ghi nhận 43 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 41 cách ly tại nhà. Quận Bình Thủy ghi nhận 85 ca nhiễm mới, trong đó phường Bình Thủy ghi nhận 7 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế và 6 cách ly tại nhà. Phường Trà Nóc ghi nhận 4 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và một trong khu cách ly. Phường An Thới ghi nhận 10 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 3 cách ly tại nhà. Phường Long Hòa ghi nhận 24 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế và 20 cách ly tại nhà. Phường Thới An Đông ghi nhận 9 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 8 cách ly tại nhà. Phường Trà An ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 tạm soát tại cơ sở y tế và 1 cách ly tại nhà. Phường Long Tuyền ghi nhận 17 trường hợp, gồm 7 tạm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 8 cách ly tại nhà. Phương Bùi Hữu Nghĩa ghi nhận 11 trường hợp, gồm 6 tạm soát tại cơ sở y tế và 5 trong khu cách ly. Quận Thốt Nốt ghi nhận 126 ca nhiễm mới, trong đó, Phương Thốt Nốt ghi nhận 31 trường hợp, gồm 3 trong khu cách ly và 28 cách ly tại nhà. Phương Thuận An ghi nhận 10 trường hợp gồm một trong khu cách ly và 9 cách ly tại nhà. Phường Thới Thuận ghi nhận 5 trường hợp, gồm một trong khu cách ly và 4 cách ly tại nhà. Phường Trung Kiên ghi nhận 31 trường hợp, gồm 3 trong khu cách ly và 28 cách ly tại nhà. Phường Tân Lộc ghi nhận 18 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế, 4 trong khu cách ly và 13 cách ly tại nhà. Phường Tân Hưng ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 trong khu cách ly và một cách ly tại nhà. Phường Trung Nhất ghi nhận 11 trường hợp, gồm 3 trong khu cách ly và 8 cách ly tại nhà. Phường Thuận Hưng ghi nhận 7 trường hợp, gồm 1 trong khu cách ly và 6 cách ly tại nhà. Phường Thánh Hoa ghi nhận 9 trường hợp cách ly tại nhà. Quận Ô Môn ghi nhận 23 ca nhiễm mới, trong đó phường Phước Thế ghi nhận 10 trường hợp và phường Trường Lạc 4 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Châu Văn Liêm ghi nhận 9 trường hợp, gồm 6 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 1 cách ly tại nhà. Quận Cái Răng ghi nhận 56 ca nhiễm mới. Trong đó, phường Hưng Phú ghi nhận 3 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Phú Thứ ghi nhận 18 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế và 17 cách ly tại nhà. Phường Lê Bình ghi nhận 9 trường hợp, gồm 7 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 cách ly tại nhà. Phường Hưng Thạnh ghi nhận 6 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế, một trong khu cách ly và 2 cách ly tại nhà. Phường Tân Phú ghi nhận 5 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Thường Thạnh ghi nhận 15 trường hợp, Gồm 8 tầm soát tại cơ sở y tế và 7 cách ly tại nhà. Huyện Thế Lai ghi nhận 71 ca nhiễm mới, trong đó, xã Tân Thành 7 trường hợp, xã Trường Xuân 1, xã Trường Tháng 6, xã Xuân Tháng 2, xã Đông Bình và xã Trường Xuân B4 được cách ly tại nhà. Thị trấn Thới Lai ghi nhận 14 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng, 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 12 cách ly tại nhà. Xã Thới Thành ghi nhận 9 trường hợp, gồm 1 trong khu cách ly và 8 cách ly tại nhà. Xã Thế Tân ghi nhận 4 trường hợp gồm hai tầm soát tại cơ sở y tế và hai cách ly tại nhà. Xã Trường Thành ghi nhận một trường hợp trong khu cách ly. Xã Định Môn ghi nhận 17 trường hợp, gồm 15 tầm soát ngoài cộng đồng và hai tầm soát tại cơ sở y tế. Xã Đông Thuận ghi nhận hai trường hợp, gồm một trong khu cách ly và một cách ly tại nhà. Huyện Phong Điền ghi nhận 40 ca nhiễm mới, trong đó xã Tân Thế ghi nhận 11 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Mỹ Khánh ghi nhận 4 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế và ba cách ly tại nhà. Xã Trường Long ghi nhận 11 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế và 7 cách ly tại nhà. Xã Nhân Nghĩa ghi nhận 13 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 12 cách ly tại nhà. Thị trấn Phong Điền ghi nhận 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 68 ca nhiễm mới, trong đó Xã Vĩnh Trinh ghi nhận 16 trường hợp, xã Thạnh Quế 13, Thị trấn Vĩnh Thạnh 8, xã Thạnh Mỹ 5, xã Thạnh Tiến 2, xã Vĩnh Bình xã Thạnh An và xã Thạnh Lợi ghi nhận mỗi nơi 3 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Thạnh Lộc ghi nhận 15 trường hợp, gồm một trong khu cách ly và 14 cách ly tại nhà. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 76 ca nhiễm mới, trong đó xã Thế Xuân ghi nhận một trường hợp và xã Thế Hưng Ba, xã Đông Hiệp 8 trường hợp cách ly tại nhà. Thị trấn Cờ Đỏ ghi nhận 29 trường hợp, gồm một tầm soát tại cơ sở y tế, 4 trong khu cách ly và 24 cách ly tại nhà. Xã Thành Phú ghi nhận 11 trường hợp, gồm 5 trong khu cách ly và 6 cách ly tại nhà. Xã Trung Hưng ghi nhận 7 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 5 cách ly tại nhà. Xã Trung An ghi nhận 14 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 11 cách ly tại nhà. Xã Trung Thành ghi nhận 3 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 cách ly tại nhà. Ngoài ra, Cần Thơ còn ghi nhận 24 ca nhiễm mới là người về từ các tỉnh thành khác gồm tỉnh An Giang 1, tỉnh Vĩnh Long 8 tỉnh Hậu Giang 9, tỉnh Sóc Trăng 6. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.